Hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện Phú Tân ra quân kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trạm cơm, điểm phục vụ ăn uống lễ kỷ niệm lần thứ 104 ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo 25 tháng 11 âm lịch trên địa bàn thị trấn Phú Mỹ. Đoàn tập trung kiểm tra nguyên liệu, nguồn gốc, hàng sử dụng thực phẩm, các khâu chế biến, môi trường, khu trực, đãi cơm, dân dân. Tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân tham gia phục vụ ăn uống phải đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các vấn đề liên quan đến việc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn góp ý nhắc nhở, hướng dẫn biện pháp khắc phục, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các biểu mẫu, phương tiện dụng cụ, hóa chất, xử lý ngay khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Trong những ngày diễn ra lễ đạo, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm huyện tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ tại các điểm phục vụ ăn uống nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống các vụ ngộ độc thực phẩm đáng tiếc xảy ra, đảm bảo sức khỏe của bà con tín đồ về diễn lễ. Thưa quý vị, trong những ngày này, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn đã lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ chiến sĩ ăn Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Ngoài nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, các bộ chiến sĩ còn đẩy mạnh các hoạt động tăng gia sản xuất, bổ sung thực đơn ngày Tết. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tiến hành cải tạo lại vườn hoa cây cảnh, đồng thời trồng thêm các loài hoa, trang trí cơ quan đơn vị, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, càng thể hiện rõ không khí vui tươi trong những ngày Tết đến xuân về. Với sự khéo léo, cần mẫn của cán bộ chiến sĩ, những chậu hoa vàng thọ, màu gà, hướng dương, đâm chồi xanh tươi tốt, những chậu kiển, bông sài, hòn non bộ được cắt tỉa tỉ mỉ, dày công chăm sóc, tạo nên bức tranh mùa xuân đầy sắc màu rực rỡ. Để chuẩn bị cho một mùa hoa Tết rực rỡ, hoa kịp nở rộ vào đúng dịp Tết Nguyên đán, cán bộ chiến sĩ rất chú trọng kỹ thuật trồng, từ khâu gieo trồng, bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành nhỏ, héo, hạn chế sâu bệnh. Thời tiết năm nay tương đối thuận lợi, cây hoa phát triển tốt. Đây cũng là cái Tết thứ hai em ở đơn vị. Trước Tết thì đơn vị cũng chuẩn bị trồng một số loại hoa, cải tạo vườn hoa, cây cảnh chuẩn bị đón Tết. Tuy ăn Tết xa nhà nhưng em tràn ngập niềm vui bởi có đồng đội, có các anh bên cạnh. Không khí đón xuân ở đơn vị em thấy cũng ấm cúng và vui tươi. Công tác đảm bảo hậu cần trong dịp Tết được chỉ huy đơn vị đặc biệt quan tâm. Đơn vị đã chủ động mở rộng khu tăng gia sản xuất với diện tích 1.100 m², tổ chức chăn nuôi gà, vịt, cá, trồng trọt rau củ quả, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi sống đưa vào bữa ăn trong những ngày Tết được tươm tất và bảo đảm chế độ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ban hậu cần kỹ thuật Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết, để chuẩn bị cho cái Tết đầm ấm sung túc, Ban hậu cần kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện xây dựng kế hoạch bảo đảm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chủ động nguồn thực phẩm từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị bằng cách mở rộng diện tích chăn nuôi trồng trọt, xây dựng thực đơn ăn thêm trong 5 ngày Tết đảm bảo tiêu chuẩn, định lượng, thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan đơn vị, tổ chức trồng các loại hoa màu để trang trí đơn vị nhằm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang được vẻ đẹp, không khí vui tươi trong những ngày Tết Nguyên đán. Cảnh quan đơn vị vào xuân như được khoác lên mình chiếc áo mới. Không khí háo hức tất bật đón xuân mới đang hiện hữu trên từng gương mặt cán bộ chiến sĩ, hân hoan chào mừng xuân mới với khí thế và quyết tâm cao, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Mỗi dịp lễ Tết hay sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, địa phương, tất cả các cơ quan đơn vị và người dân sống trên địa bàn thành phố Long Xuyên đều treo cờ Tổ quốc. Tuy nhiên, việc treo cờ nhiều nơi chưa quy củ, đồng đều, xuất phát từ thực tế đó, trong những ngày đầu năm mới 2024, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh thành phố Long Xuyên đã triển khai và thực hiện mô hình tuyến đường cột cờ thẳng tắp theo quy cách đồng bộ, qua đó tạo nên cảnh quan trang nghiêm, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương. Ở xã Mỹ Khánh, nếu như trước kia mỗi gia đình thực hiện việc treo cờ Tổ quốc một cách tự phát, treo trên tầng 2, treo trên cây, treo trước cửa, thì nay các gia đình sống dọc trên trục đường xã đã duy trì việc treo cờ Tổ quốc vào giá đỡ. Lá cờ được treo đồng loạt ngay ngắn, thẳng hàng, đều tăm tắp dọc hai bên đường, vừa giúp tăng thêm vẻ mỹ quan, vừa thể hiện sự tôn vinh đối với lá cờ Tổ quốc. Để thực hiện mô hình này, cấp ủy chính quyền địa phương cùng với ban vận động các ấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và may mắn thay, mô hình này đã được người dân hết sức đồng tình. Người người, nhà nhà đều khẩn trương, người thì góp hiện vật, người thì góp công sức. Những lá cờ đồng loạt được treo trang nghiêm, thẳng hàng dọc theo tuyến đường chính của xã,
góp phần tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho người dân, nhất là trong những ngày kỷ niệm lễ Tết của đất nước. Về cái mô hình tuyến đường, cái cột cờ thẳng tắp trên địa bàn của toàn xã, thì theo cái kế hoạch thì xã đã triển khai tại ở địa bàn 4 ấp, thì Mặt trận Tổ quốc có kết hợp với ấp sẽ họp, mời dân lại họp cái triển khai trong dân để tuyên truyền vận động người dân cái tích cực thực hiện hưởng ứng cái mô hình này. Thì sau đó thì trên địa bàn của 4 ấp sẽ thực hiện đồng loạt, sẽ giao cho lực lượng của ấp sẽ thực hiện là thực hiện trồng cắm cũng như là hạ cờ theo quy định trên địa bàn của ấp mình, để đảm bảo cho cái cảnh quan cũng như cái tuyến đường, cái cột cờ thẳng tắp trên địa bàn của toàn xã được khang trang. Tính đến nay đã có 1.000 cột cờ Tổ quốc được thực hiện dọc tuyến đường liên xã và ngọn cái chiên. Các cột cờ được làm bằng sắt mạ kẽm, ống tuyếp vuông cao 4 mét tính từ mặt đất lên, nền móng bằng bê tông. Cán cờ, đế cờ và cờ treo đều được thực hiện theo quy cách chung. Kinh phí thực hiện trên 480 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp 280 triệu đồng, phần còn lại được trích từ nguồn kinh phí thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố. Việc lắp đặt đồng bộ treo cờ hai bên đường đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi hộ dân trong xã về ý thức trách nhiệm treo cờ Tổ quốc. Với người dân địa phương, khi cờ Tổ quốc treo bên trên thì người dân càng có ý thức hơn trong việc quét dọn, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ đường đi để góp phần tạo cảnh quan khang trang, sạch đẹp. Tôi thấy có ý nghĩa là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới rất là đẹp, rất là vui và rất là có ý nghĩa trong những ngày lễ và những ngày Tết. Cái mô hình này rất là đẹp, rất là người dân rất là phấn khởi. Dự kiến cái trong năm 2024 sẽ triển khai tiếp tục thực hiện trong các tuyến đường ngọn gạch cũng với mô hình là cái tuyến đường cái cột cờ thẳng tắp này. Thì để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán năm 2024 để tạo cái khí thế cho người dân được vui tươi khi Tết đến xuân về. Có thể nói, việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết không chỉ thể hiện nét văn hóa, lòng yêu nước và tự hào dân tộc, mà còn là sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đổi mới hình thức treo cờ Tổ quốc đồng bộ là một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Những con đường rực màu cờ đỏ tung bay trong gió tạo những hình ảnh đẹp và trang trọng. Với những thành công ban đầu, mong rằng mô hình này sẽ tiếp tục nhân rộng ở các khu dân cư trên toàn xã, để việc treo cờ trên các tuyến đường nông thôn trở thành một nét đẹp văn hóa, thể hiện nếp sống văn minh, tạo diện mạo tươi sáng tại một vùng quê nông thôn mới.